mai là thứ năm chứ không phải là thứ năm. Năm năm n âm năm năm nói đúng từ nói đúng đi tao lại giảm cho 100 mà l âm năm. Ok anh em, hôm nay giáp khung con LV lên test cho anh em xem nhá. Đây, LV. LV. Lắp nào rồi anh? Hai cái. Lắp theo chiều cong. Con này chưa thả lần nào đúng không Hùng nhỉ? Thả một lần rồi à? Ok. Đấy. Bây giờ sẽ giáp vào rồi test cho anh em xem nhé. Đây ông chủ diều đây, đang ăn ổi đây. Ông chủ diều đây. À thì ông chủ đây. Sang tiền chưa? Còn 1 lít, tính ăn nô nốt ở đây rồi đi về. Chưa chuyển nhượng hết thì chưa sang tên ông chủ được. Anh quay cái nạn diều có tên ai? Đây. Tên nạn diều đây này. Đấy, số điện thoại này đặt diều này. Anh em này có đặt diều đây này, số điện thoại này. Nhìn chưa? Vẫn còn 1 lít chưa? Con này nhìn khung hơi bị chất đấy các bạn. Đây, tròn vo. Lắp sai nan rồi. Nan nghiêng phải lắp đi lắp lại nào. Nhắn cho máy hôm nay cho bác để bác xin hoặc là. Và chiều nay không có gió không biết con lên được không? Đây các bạn nhìn quả cây sung rồi. Úi trời ơi. Mã sung nhá. Ngoài đúng không? Diều này của ai đây? Vẫn không. Ếch càng. Ếch càng. Còn chơi là hàng cửa. Anh cứ đây sáo rồi. Chưa vào ấy rồi. Sáo đâu? Sáo đâu? Ừ, các bạn nhìn chưa? Đã lên diều rồi. Con diều này mấy mét nhỉ? 30 rưỡi. Mẹ toàn lên chắc cứng đâu. Cũng chả cứng đâu. Này, xáo đây tí ra nắp quả này nhá. Đấy, lên nhìn trông. Đồ giữ đành đuôi. Đây này. Rồi, một số xong. Đóng sáo lốt vào xong rồi đem đi test. Mày là thứ 5, chứ không phải là thứ 5. 5. 5. N âm 5. Nói đúng đi tao lại giảm cho 100 mà. L âm 5. Nói đầu quầy ngôn ngữ Việt Nam. N âm 5. L. Được chưa? Không chưa? Cái này nguyên nhỏ đấy, không sáo ra các bạn. Sao mày không bảo ra từ đầu? Không biết lắp như nào lắp. Em bé không biết lắp đâu. Chỉ biết thả. Đâm thử thôi nhá. Đâm thử thôi. Cắt thử thôi. Ok xong, tôi đi thôi. Đây, dây kia lên làm sao được? Dây kia đứt. Cẩn thận kéo, cẩn thận không? Đấy, đi ra kia thả thôi. Test thử thôi. Không đâm được rồi. Thả đâu? Đây, thằng này. Rồi đây, lại đâm vào cái chỗ hôm trước đâm mấy quả diều kia thôi. Chả có gió đâu, gọi là lên xem cái độ diều nó thế nào thôi. Vẫn là chỗ này thôi à? Ăn nèo đầu luôn. Ăn nèo đầu luôn đấy. Tét này mới nè. Các bạn nó không may không có gió mấy. Không may không có gió mấy các bạn. Nhà này phát là lên luôn rồi. Lên rồi. Thì nói kiểu
đi sang bên kia. Đâu rồi, đâu rồi? Không có gió à? Ừ, thế này nhưng mà diều này nó lên rồi còn gì nữa? Thế thôi chứ. Thôi mày không có gió đâu. Gọi là test thử diều mà nó lên là ok là được rồi. Thôi mang về thôi. Thôi video test diều mình tạm dừng nữa các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video thả diều lần sau. Đường này đi được không? Được, đi được, phiêu được. À thôi, mình đi về đường của mình nhé. Ừ, cũng được. Tiền kia đi. Đây rồi, nốt 100. Các bạn xem video thấy hay thì cho mình xin một đăng ký kênh nhé. Thêm có động lực để làm các video tiếp theo hay hơn cho các bạn xem.